Và một lần nữa, cô có thể tổng kết cái con diode này với các cái đặc tuyến. Cái đặc tuyến này là đặc tuyến bình thường này các em. Và bắt đầu từ V gamma là 0,7 hoặc 0,2. Thế chúng ta có thể cho nó là thành lý tưởng, tức là cái đường này song song với đường này, cho nó thành tuyến tính. Và cuối cùng lý tưởng nhất là cái đường này nó bằng 0 khi mà con diode, ta gọi là diode lý tưởng. Tức là khi nó dẫn điện thì nó trở thành một cái máy phát điện các em. Và cái máy phát điện này á, nó cái máy phát điện này á, nó sẽ không có điện trở. Và đấy là cái mà cô muốn điện á, thì người ta đo điện áp ở hai đầu diode bằng 0 các em nhé. Còn bình thường á, thì ta bảo là bằng 0,7 cũng được, hoặc là 0,2 cũng được. Nhưng mà khi nó dẫn điện thì toàn bộ diode trở thành một cái dây dẫn, bởi vì toàn bộ các hạt nó chỉ cái bài về đây là một ứng dụng đầu tiên hết của diode. Các em nhìn cho cô, sóng ngõ vào hình sin trên một mạch điện, trên một mạch điện. Giờ các em nhìn cho cô nào, phía bên tay trái của chúng ta được gọi là ngõ vào, phía bên tay trái của chúng ta là ngõ vào, thì đây là dòng điện 220 các em nhé, tức là chính cái bộ sạc điện của chúng ta đấy. Ta cắm vào ngõ vào thì bên đây ta có gọi là biến áp. Cái này là biến áp xung các em, thường dùng trong điện tử và trong khối nguồn của chúng ta. Khối nguồn là cái cục sạc. Đây là cục sạc pin điện thoại. Thế thì cái cục sạc này của chúng ta cắm vào điện chẳng hạn, thì nó được mô phỏng bằng cái phương trình. Nó được mô phỏng bằng một cái biến áp. Và cái cục sạc pin này của chúng ta thì cái volt DC của chúng ta nó phải nhỏ. Thí dụ như cục sạc của máy tính là 19,9 V, còn trong khi điện này của chúng ta là giá trị hữu dụng của chúng ta là 220 V chia cho căn 2, đúng không em? Hơi hơi biết thôi. Và như vậy khi mà cái biến áp này á, nó chia vào đây á, thì con diode này của chúng ta nó được lắp mạch như sau. Và cô giả sử ở trên tay phải của chúng ta, trên cái điện trở R tải này là cái bóng đèn đi. Nếu nó là một cái bóng đèn, cô thử nha. Nếu nó là một cái bóng đèn, cô để vào đây một cái bóng đèn này. Bóng đèn của chúng ta là ký hiệu hình này. Rồi, các em vẽ hình vào cho cô đi. Ít ra một bài đầu tiên hết. Các em nhìn nào. Tức là chúng ta giả sử như ở phía đây cô vẽ hơi xấu một chút, trên cái tải này chính là một cái bóng đèn đi. Thì các em sẽ cảm nhận được rất là dễ. Và cái này chúng ta thử ở trên test board được luôn. Khi chúng ta cấp nguồn thì các em nhìn cho cô thấy là cái hình sin là tín hiệu ngõ vào, đại khái là thế này, bắt đầu lớn lên tới giá trị U2M, xong xuống đi lên, và đây là tín hiệu ngõ vào đi vào con diode. Thế thì chúng ta nếu như xem cái hình này theo định luật bình thường á, Kirchhoff hay là định luật trong mạch điện á, các em bảo cô em quên mất rồi, không sao cả. Quên không sao cả, và các em viết cho cô một cái phương trình đầu tiên là thứ nhất là VI, tức là điện áp ở chỗ ngõ vào này, điện áp VAB này, thì bằng V của diode đúng không? Cộng với I nhân R của L, tức là ULAT cô ở trên hình vẽ thì cô viết chữ T, nhưng mà ở phía dưới công thức thì cô viết chữ RL, có nghĩa là điện trở tải, I nhân R, đây là định luật bảo toàn năng lượng. Tổng đại số các áp rơi trong các phần tử thì bằng nguồn cung cấp cho nó trong cái mạch kín này. Đây cái mạch kín này các em, chúng ta nhìn quen quen và nó chỉ có một phương trình thôi, cho nên không có gì sợ cả. Và tín hiệu đi vào ngõ vào này các em, dương này từ 0, 1, 2, 3, 4, 5. Và cô nói diode của chúng ta là, diode của chúng ta là, diode của chúng ta là diode lý tưởng. Nếu là diode lý tưởng là khi dẫn điện thì các em coi như nối mạch trong cái khung này, và nó là một hằng số bằng 0,7 cũng được. Rồi bắt đầu cô tính này. Các em nhìn sẽ nhìn thấy cái hình chạy này, nửa bán kỳ đầu thì diode dẫn điện, và ta có là VI thì bằng nửa bán kỳ đầu dẫn điện. Đây chính là bài tập luôn đấy các em. Nửa bán kỳ đầu này các em, tranh thủ lúc này các em cũng nên viết vào tập với các em. Nửa bán kỳ đầu này dương ở đây. Các em nhìn cho cô nhá, dương ở trên đây và bên đây là âm. Diode dẫn điện. Diode dẫn điện thì lúc đó các em nhìn ở phía này, ta gọi là diode on. Cô viết bằng cái bút này nó không được đẹp lắm. Ta vẫn viết được công thức này. VI thì bằng VD, và VD nếu mà cô nói nó là lý tưởng bằng 0 đi, hoặc 0,7 cũng được,
0,2 cộng VI nhân R, tức là trong mạch có dòng điện IR, đúng không các em? Và tí nữa cô sẽ chiếu cho các em một cái video. Và các em nhìn đó, nếu mà cô không tích vào không á thì cô nói là con là diode này bằng silic, tức là nó bằng 0,7. Đây, trong suốt thời gian cái đường hình màu đen á, ngó vào đúng không các em? Thì đường màu màu tím của cô này trong suốt thời gian đó thì cô sẽ bằng là IRL thì sẽ bằng VI, VI hình như thế nào trừ 0,7 một chút ở trên cái đỉnh này thôi các em. Và các em thấy đường màu tím này là đèn của chúng ta bắt đầu sáng từ từ, sáng lên sáng nhất, tối từ từ, xong sáng từ từ, tối tối, tối dần, tối dần và tối tới không. Đấy là đường bán kỳ đầu. Ta nói diode dẫn điện, đúng không? Thế bây giờ nửa bán kỳ sau, các em nhìn cho cô nào, nửa bán kỳ sau, cô xóa cái này đi. Nửa bán kỳ sau là bắt đầu trừ 1, trừ 2, trừ 3 đến trừ 10. Thì dấu trừ ở đây thì diode ngắt điện. Và khi diode ngắt điện đấy các em, thì chúng ta sẽ khi diode ngắt điện thì chúng ta sẽ coi nó là ở trạng thái off, đúng không? Thật cô viết rất là xấu luôn các em, thông cảm nhận dùm cô tí nhá. Cô thường viết tàng đẹp lắm mà bây giờ viết này xấu quá, không biết làm sao được tại vẫn chưa quen. Thôi cô xóa mất off. Tức là diode bây giờ ở trạng thái ngắt. Cô chỉ giảng sơ một tí thôi. Đây, ở trạng thái bác cô cố gắng off. À bây giờ tại sao nó off? Bởi vì mình để ở chỗ này dấu trừ. Thế thì cái mạch này coi như hở mạch ra và như vậy y bằng 0 các em. Tại vì khi nó phân cực nghịch á là y bằng 0, ta vẫn có công thức như sau. Là VI nguồn chúng ta vẫn cấp mà là âm thôi thì bằng VD, mình đâu có biết VD bằng bao nhiêu đâu, đúng không? Cộng với 0. Tại sao 0? Bởi vì Y nó bằng 0, cái phương trình chính này nè bằng 0. Như vậy toàn bộ cái đây là đường trên tải này, toàn bộ trên tải là Y bằng 0 này các em. Và như vậy VD thì bằng VI thì cô nói sau. Và như vậy cái đèn của chúng ta suốt cái thời gian này nó sẽ tắt. Bởi vì sao? Mới đầu là nó sáng từ từ, sáng nhất này, xong từ từ tối dần tới đây không. Và đường đi qua tải bây giờ Y bằng 0 là cái đường màu tím này các em. Và như vậy chúng ta toàn bộ cái đường màu tím của chúng ta được gọi là điện áp rơi trên tải. Và các em viết cho cô 2-3 cái dòng này vào. Và bây giờ cô sẽ để các em hơi hiểu một tí. Thì bây giờ cô xóa cái này đi. UDC tức là giá trị trung bình ở trên tải này này các em. Thì nó bằng tích phân rất là phức tạp. Các em viết cho cô nó bằng là 0,31 của U2 này. Nhưng mà cái 0,31 này nếu như chúng ta mắc song song một cái tụ điện vào cái tải này thì ta sẽ có UDC bằng 0,45 lần U2. Đây là giá trị trung bình của cái hình màu tím này các em, tức là điểm cao này với điểm thấp này này. Các em thấy giá trị trung bình tức là cái đèn của chúng ta nó vẫn từ 0 xong nó lớn lên rồi 0 xuống và cái khoảng trống này rất là lớn. Đấy là cái mạch được gọi ứng dụng đầu tiên là diode chỉnh lưu đấy các em. Chỉnh lưu bán sóng. Còn đây là mạch dùng hai diode chỉnh lưu toàn sóng. Và khi mà chỉnh lưu toàn sóng đấy các em thì chúng ta sẽ có UDC bằng 0,9V. Và sóng như vậy nửa bán kỳ đầu là con đầu làm việc, nửa bán kỳ sau là con diode thứ hai, nửa bán tức là đường màu xanh đấy các em. Thế thì toàn bộ cái này á, các em nhìn thấy cho cô này, UDC bây giờ nó 0,9 tức là gấp đôi. Đây là mạch chỉnh lưu toàn sóng. Cái ứng dụng này được gặp rất nhiều. Và cầu diode các em phải xem, tức là cầu diode là dùng 4 diode. Và như vậy á, sóng ngõ ra chúng ta thấy là liên tục. Và nếu như có tụ điện thì chúng ta sẽ là phẳng được tín hiệu chống hiện tượng về không. Đây các em nhìn cho cô. Tức là cái sóng ngõ ra là sóng màu xanh. Và sóng màu đen là sóng ngõ vào. Thì sóng màu xanh này là nửa bán kỳ đầu là con diode này dẫn. Và nửa bán kỳ sau là con diode kia dẫn. Và đây là mạch chỉnh lưu toàn sóng. Và có một cái câu thi.
Thì cái này các em về chúng ta có thể nghiên cứu. Lúc nãy thì cô có viết là đây chính là một cái dạng cái hình lúc nãy chúng ta vừa khảo sát. Nhưng hình này bây giờ cô đổi lại. Đó. Đây là một cái bài giảng của cô mà cho mạch như hình. Đây, cô thí dụ là một con diode và một điện trở. Vẽ dạng sóng ra khi sóng ngõ vào là hình sin đấy các em. Nào. Thế thì cái mạch hình phía trên này này và hình phía dưới giống hệt nhau các em. Hình phía trên và hình phía dưới giống hệt nhau. Nào, các em vẽ vào cho cô. Nhưng hai vị trí này cô muốn hỏi cái gì? Trước tiên là vị trí đầu tiên là cô muốn hỏi điện áp rơi ở trên tải. Và vị trí thứ hai là cô muốn hỏi điện áp rơi trên diode. Và hai bài này chính là một trong những hai bài thi kiểm tra thì đều có cả. Trong mạch như hình, sử dụng diode làm từ silic. Lý tưởng, lý tưởng ý là cho V bằng 0 đấy. Khi mà diode dẫn điện. Và vẽ sẵn sóng ra khi sóng vào là hình sin. Đây là cô vẽ sóng sin, nhưng mà thường ra khi thi ấy, thì các em gọi là hình cos. Rồi, bây giờ các em nhìn lên bảng cho cô. Chịu khó một chút. Ở đây cô dùng con chuột để cho các em thấy một chút là dùng con chuột. Thì các em nhìn cho cô nào. Ta luôn luôn có phương trình là VI thì bằng VD cộng IR. Các em viết vào cho cô đi. Và như vậy, ấy, cho dù hình này hay hình này thì cô bày các em cái cách làm đơn giản là chúng ta sẽ vẽ ba cái đồ thị VI này, hình sin này, IR này và VD này, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta thí dụ, cô thí dụ là chọn hình hình nào bất kỳ. Ôi cô ho, không phải bị Covid đâu nha, lại nói nhiều quá. Nào các em vẽ cái hình vào cho cô đi. Đây là bài tập và đây chính là giải bài tập luôn đấy các em. Đây chính là giải bài tập luôn đấy. Thế thì chúng ta viết một cái phương trình đầu tiên nào. VI thì bằng VD cộng IR, đường bán kỳ đầu này. Toàn bộ chúng ta vẽ ba cái đồ thị và ba cái đồ thị này nó đúng trong cả hai trường hợp. Ở đây có hai hình trên và dưới giống nhau hoàn toàn, kể cả chiều của con diode, nhưng mà hình thứ ba này không giống ạ. Hình thứ ba thì nó lại khác đi. Hình thứ ba là hình thứ ba là cái con diode này nó quay ngược chiều lại, còn đây là con diode đi chiều đi xuống và hình thứ ba là diode chiều đi lên. Hình thứ ba này khác. Nhưng hai hình này chúng ta đều sử dụng được ba cái hình vẽ output. VI thì bằng IR nhân VD, IR cộng VD, VD cộng IR. Đây VD cộng IR. Đây cũng thể bằng là VD cộng IR, hình 2 cũng như vậy. Và hình này thậm chí cũng đúng. Nhưng chiều nó hơi khác một chút. Rồi bây giờ các em viết cho cô nửa bán kỳ đầu nào. Dương hết này các em. Bây giờ em lấy hình này đi. Dương hết, em đặt dấu dương vào đây. Nguồn dương hết, bây giờ chúng ta cùng xem nhá. Thế thì chúng ta có là VI nửa bán kỳ đầu dương ở đây thì diode dẫn, ở đây cũng diode dẫn. Và bây giờ chúng ta xem tiếp nào. À không, cái này là cô đã dùng mất cái cô dùng mất cái của cái hình sau rồi. Bây giờ các em nhìn cho cô này, nửa bán kỳ đầu diode dương có nghĩa là on. Các em nhìn cho cô phía bên tay trái, on có nghĩa là tao bằng là 0,7 cộng IR. Đúng không ạ? Thế thì 0,7 là bằng VD đúng không? VD suốt cái đoạn này là bằng 0,7. Trong suốt quá trình diode dẫn thì điện áp rơi trên hai đầu của diode bằng 0,7, là một cái đường thẳng đây. Ta vẽ trên cái đồ thị của VD. Tiếp theo, IR thì bằng cái gì các em? IR thì bằng VI trừ 0,7 đúng không? Tức là nó lùn lùn xuống và nó đúng cái hình sin này luôn, nửa bán kỳ đầu. Được chưa? Là on, con diode dẫn. Bây giờ nửa bán kỳ sau em để cho cô chữ này âm này, âm 1, âm 2, âm 10. Em để dấu âm vào đây, hoặc là em để dấu âm vào đây. Con diode này ngắt có nghĩa là hở mạch ra. Các em nhìn cho cô off này. Là I nhân R bằng 0.
Thế thì suốt cái đoạn mà nửa bán kỳ âm á, y nhân r bằng không này là giá trị không không này này các em. Đây là bài tập luôn đấy và cô đang giải bài tập đấy. Như vậy vd thì bằng vi, như vậy vd này, cái đồ thị của vd này các em thì bằng với vi là bằng cái đoạn này, là cái đoạn chỗ cái tay của cô này, là vi đó bạn. Vd thì bằng vi đúng không? Vd này, đây là vd này thì bằng vi. Chúng ta có ba cái đồ thị này, vi thì bằng ir cộng vd. Và như vậy ba phương trình này này các em là phù hợp cho hai cái hình vẽ này. Cô muốn hỏi nếu như mà trong đề thi cô ra cái hình này mà em vẽ được ba cái hình này thì coi như em đáp số đúng. Đây đây, ý là cô muốn hỏi ir thì xin mời cô đọc cái này. Nếu mà cô muốn hỏi nếu mà cô muốn hỏi điện hình này thì đây xin mời cô, đây cái hình nó ra. Và nửa bán kỳ sau lại on, xong nửa bán kỳ sau lại off. Các em nhìn cho cô này, cô phân ra vùng off và vùng on của diode. Được chưa nào? Và như vậy chúng ta lại xem tiếp một chút nào. Bây giờ cô đang giảng cái hình tiếp theo là VD thì như thế nào? À, bây giờ nếu như cái nửa bán kỳ sau này các em, nửa bán kỳ sau thì con diode với dẫn điện này, cái hình này này các em, dẫn điện theo chiều này. Còn nửa bán kỳ đầu á thì con này nó mới dẫn điện, con này nó dẫn ngược lại. Nửa bán kỳ sau này diode dẫn điện, ta vẫn áp dụng được phương pháp này. Là I nhân R, IR của chúng ta bây giờ nó nằm ở đây này, là nó phải theo đúng cái chiều mũi tên, đúng không? Và lúc đó trong thời gian đó thì VD bằng 0,7, tức là chút xíu à. Ta tìm ít nữa. Rồi tiếp theo nửa bán kỳ sau nữa là dương ở đây thì con này lại off. Off thì VD lại bằng với VI, là đây này, nửa bán kỳ dương này, con này lại ngược lại cái hình này. Và như vậy ta luôn luôn có VI bằng IR cộng VD. Đúng không? Đối với hình này. Và chúng ta kiểm tra này. Tôi cho là cộng 10 thì ở bên đây cộng 10 cộng 0,7. Ở đây 0 cộng 0 cộng 0. Và bên đây là trừ 10. Thí dụ thì các em xem trừ 10 bằng 0 cộng 10. Và như vậy chúng ta có thể kiểm chứng lại cái đẳng thức là VI thì bằng IR cộng VD. Đấy là một cái ứng dụng mà rất là chi tiết các em, cho cái cho một cái mạch ứng dụng và đây là bài tập. Thế nếu mà cô còn gọi nó, nếu cô còn nói là cho mạch như hình vẽ sóng ngõ ra, khi sóng ngõ vào là hình cốt, thì em chuyển trục cho cô thôi. Đấy. Và như vậy còn cái hình dưới này thì các em biết là lúc đó cái chiều của con diode nó ngược lại thì đồ thị của nó sẽ ngược lại hoàn toàn. Em nhìn trong VD của cô này, ở cái đoạn này á là nó dẫn này, thì ở đây nó lại ngắt và nó ngược lại một chút. Ta cũng có VD thì bằng VD, VI thì bằng VD cộng IR. Rồi cái đoạn này thì sẽ bằng đoạn 10 cộng 0. Và các em nên vẽ ba đồ thị thì đây là rất quan trọng các em, để chúng ta có gì các em xem lại ở trên slide cho cô. Bây giờ đi tiếp một chút nữa. Đây là bài mạch xén thì các em sẽ xem chi tiết. Chúng ta cũng có một cái phương trình cho cái mạch người ta gọi là clipping circuit, tức là mạch xén ở mức nguồn ghim. Thì các em có thể xem chi tiết ở trong cô thí dụ cho mạch này. Mạch này hay ra đề thi đó này, một con diode này và một nguồn. Và con diode này bị ghim ở cái nguồn cộng 5 ở trên này. Thế thì chúng ta sẽ có cái cách giải bài tập như sau, tức là em tìm xem lúc nào con diode dẫn. Giờ cô thử xem nha, diode sẽ dẫn cái lúc. Và điện áp ở đây là cô muốn hỏi điện áp ngõ ra là rơi trên diode và rơi trên cái rơi trên diode và rơi trên nguồn. Thế thì các em nhìn thấy cô này, người ta gọi mạch này là mạch xén
nguồn một chiều, các em nhìn cho cô cái hình ngõ vào là hình sin và cuối cùng hình ngõ ra cũng là hình sin, nhưng mà bị cắt mất ở cái nguồn VK này. Đây, cắt luôn ở vùng VK. Và các em ạ, cái bài tập này á, thì chúng ta về nhà nếu chúng ta sử dụng MunchySim, tức là các em lên YouTube hoặc là các em trong LMS cũng có giới thiệu, thì các em sẽ mô phỏng ra được cái đường này. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy lúng túng thì các em xem kỹ lại cái video của cô ở mà cô có gửi ạ, là video mà cô có phân tích bằng vẽ, tức là chúng ta xác định trên cái đồ thị họ đặt tuyến ngõ vào này thôi, là chúng ta xác định được cái khi nào diốt dẫn. Diốt dẫn là thông mạch, còn khi nào diốt ngắt, khi nào diốt ngắt à, thì diốt ngắt là cái đoạn này này. Và tín hiệu ngõ ra của chúng ta nó có một cái hình sin giống hệt như này nhưng bị xén, thì người ta gọi đây là mạch ghim điện áp cũng được, hay là mạch xén điện áp ở mức nguồn một chiều. Tuy nhiên cô còn có rất là nhiều hình nữa. Cô thí dụ cái hình phía bên này là con diốt quay ngược lại này các em. Thì ở đây chúng ta luôn luôn có được một cái phương trình là tổng đại số cát rơi trong một khung kín thì bằng 0, hoặc là tổng đại số các áp rơi trên các phần tử thì bằng nguồn. Cô có một cái phương trình, và cái phương trình này các em có thể lưu lại đấy các em, trong mạch như hình highlighter đây. Đây đây là cái phương trình mà các em cần phải ghi vào trong này á. Nó có cái gì? Tổng đại số thì bằng nguồn này, nguồn này thì bằng IR này các em, đây là IR cộng với VAO. VAO là cái vector này này, VAO là bao gồm cái, cô sẽ không record nữa.